có được My tham gia rồi. Hôm nay mình tiếp tục cái phần siêu lý hôm trước. Mình tới đâu rồi ha? Như mà tới sắc thần kinh thân đúng không? Cả giáo nhân Vinaya Rupa gì đó đúng không? Alo, có nghe không? Hôm nay mình qua sắc cảnh sắc nha. Rồi, sắc cảnh sắc Rupa Ramana à, cái chữ sắc cảnh sắc đó à, Rupa, Rupa trước, Rupa sau đó à. Cái chữ cảnh á, Aramana ha, gáp với Rupa đó, thành là Rupa đó. Sắc cảnh sắc à, sắc cảnh sắc là cái chi? Là tất cả những cái hình chất của sắc pháp, là đối tượng độc nhất của thần kinh nhãn. Những gì mắt thấy gọi là cảnh sắc, những sự mà được phân biệt là đỏ vàng xanh trắng đắng đen gì đó thuộc về cảnh pháp. Dần thì bây giờ mình nói á, nó phù hợp hơn với cái pháp đương đại đấy, thì mình giảng giải rằng á, sắc cảnh sắc á, tất cả những cái sự vật mà mắt chúng ta nhìn thấy được. Vậy thì mắt chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái thứ nào là nó có màu sắc và nó có hình dáng, có màu sắc, có ánh sáng à, thì chúng ta nhìn thấy được cái thứ đó, cái thứ mà nó có những cái thứ như vậy thì nó phù hợp với cái tế bào thần kinh của nhãn thức của mắt á, thần kinh nhãn á, hình que, hình nón đó. Thì đó là những cái đối tượng mà cái tế bào thần kinh nó bắt, thì lúc này á, nó trở thành là cái sắc cảnh sắc của cái hệ thống thần kinh, tức là cái đối tượng á, đối cảnh đó, đối pháp á. Bốn ý nghĩa của cái cảnh sắc. Thứ nhất á, là đối chiếu với thần kinh nhãn, là hiện tượng để các vật có hình thức, tức là sắc, bị thấy. Cái trạng thái của nó là cái đối, nó là cái đối tượng của thần kinh nhãn, đối chiếu với sắc kinh nhãn, làm thần kinh nhãn thấy được cái thứ đó đó, gọi là sắc. Phần sự của nó là làm cảnh cho nhãn thức, và chỉ có nhãn thức mới sanh khởi lên để biết cái cảnh sắc đó mà thôi. Thì có nghĩa là chúng ta không thể nào chúng ta nhìn cái trái me đó mà chúng ta nghe được à, nhưng mà chúng ta vẫn dùng cái từ đó à, mình hỏi người ta những cái từ mà nó không có thuộc cái hạng mục nhận thức của cái cơ quan đó, mà chúng ta cũng trả lời, chúng ta biết luôn, chúng ta rất là kinh à. Ví dụ như mình nhìn á, mình nhìn một cái người làm cái gì đó, thì mình thay vì mình hỏi bạn thấy như thế nào thì mình sẽ hỏi là bạn nghe như thế nào à, rồi chúng ta thấy người ta ăn bằng vị thì chúng ta hỏi, thay vì hỏi người ta đó cảm nhận cái vị nó như thế nào thì mình hỏi là cũng là nghe như thế nào hoặc là thấy như thế nào. Tức là cái này thì mình hỏi thành cái kia, cái kia mình hỏi thành cái nọ, mình hỏi rất quá rồi. Cho nên mình để ý, hay mình có chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ không có lấy cái râu ngoại cấm cà bà nội kiểu đó. Cái nào mình hỏi ra cái đó. Cái thành tựu của nó là làm vật thực cái nhận thức. Làm vật thực cái nhận thức. Tức là trong cái tứ thực á, tứ thực là chúng ta nhớ, chúng ta còn nhớ tứ thực không ba? Có ai đó nhớ tứ thực là gì không? Ghi lên thử xem. Tứ thực. Bốn cái thực đấy, bốn cái loại thức ăn. Có một cái bài pháp sư sáng sư Toại Khanh mà vừa giảng gần đây đấy, cũng về tứ thực đấy, quý vị có thể nghe ha. Có ai không, có ai nhớ tứ thực là gì không? Ngủ hết rồi. Em nhớ nha, em nhớ tươi tươi.
tôi nhớ tới đâu đó, tôi nhớ cái chi pháp của bất kỳ cái pháp nào tới đâu thì tôi sẽ hỏi quý vị đó, để cho quý vị nhớ lại, để thôi mình quên, mình không có nhớ mấy cái chi pháp. Tôi tự thấy tôi cũng vậy á, cho nên tôi nghĩ là quý vị cũng cần cái sự ôm lại một tôi như vậy. Đoàn thực, xuất thực, thất thực, tư niệm thực. Rồi ok, được là 44 thực. Thì cái đó mà ở đây người ta đề cập đến ấy, cái cảnh là cái đối tượng, tức là cái thức ăn hay là cái vật thực của nhãn thức đó. Vậy thì cái này nó sẽ có cái thực nào ở trong đây đây? Nó sẽ có cái thực nào ở trong đây đây? Sự thành tựu làm vật thực cho nhãn thức đó. Vậy thì nó là thuộc về cái chi? Nó thuộc về cái chi? Nó thuộc về cái chi? Cái thức nào? Thuộc về cái thức nào? Ok, cảm ơn. Nó là thức thực và xuất thực. Cái thức thực, cái thức thực thì nó lạ lắm, nó khác lắm, nhưng mà chúng ta có thể hiểu một cách nôm na đó là thức ăn của thức á, thì nó cũng không có đúng lắm. Còn cái xuất thực là hiển nhiên, cho nên ở đây mình trả lời xuất thực là chắc chắn đúng trăm trăm. Tức là bởi vì cái cảnh ấy, nó tiếp xúc với con mắt đó, là ngay lúc đó nó có cái xúc xảy ra, đó là xúc thực rồi, cho nên là ok với cái xúc thực của bạn. Cái nhân cần thiết của nó đó là có sắc tứ đại. Nói tới cái chỗ này á, thì tôi nhớ đến á, là những cái bài khi mà học siêu lý, những cái môn hỗ trợ ở đây thì phân tích rất là nhiều về cái quá trình nhận thức. Tôi cũng tìm nhiều tài liệu lắm để mà nghiên cứu về cái quá trình nhận thức như thế nào ở trong các cái trường phái từ triết học cho tới tâm học. Người ta nói về nhận thức cái diễn tiến như ra làm sao, thì tìm hiểu về những cái đó với đối chiếu lại với trong Phật học về cái quá trình nhận thức ở trong cái lộ tâm á. Thì khi mà quý vị mà đối chiếu hai cái đó lại với nhau á, những cái khoa học nó nói về quá trình nhận thức với Phật học nói về cái lộ tâm nhận thức đó, thì nó đã lắm cái gì. Bởi vì nên tìm những cái bài viết hay những cái tài liệu đó về nhận thức đó, để mà mình làm cho nó sâu dày thêm sự hiểu biết của mình về Phật học, làm cho mình có một cái niềm tin rất là lớn vào những cái gì mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Nó không có hề là lạc loài, hay là nó không có hề quái đản, hay nó không có hề không kiểm chứng được. Nó rất là gần gũi so với cái khoa học nói về quá trình nhận thức. Đó là mình nói về cái sắc cảnh sắc nha. Sắc cảnh sắc thì nói về sắc cảnh thinh. Sắc cảnh thinh, sắc thần kinh là âm thanh ấy, là đối tượng của thần kinh nhĩ. Là sở tri, là sự biết ấy, biết của tâm nhị thức ấy. Những cái gì tai nghe được ấy, đều là cảnh thinh cả. Những cái sự phân biệt như tiếng người, tiếng thú, tiếng kèo, tiếng đờn là thuộc về cảnh pháp. Nói về cái chỗ này á, nó hay một cái chỗ nữa là trong cái ngũ quan của chúng ta bên ngoài đó, chỉ duy nhất đó, cái thằng tai này đó là nó đặc biệt hơn cả. Mà chính cái thằng tai này nó giúp cho một cái con người từ một cái người phàm phu có thể trở thành con người bậc thánh. Và trở thành bậc thánh là thinh văn giác. Thinh văn giác đó là nhờ nghe đó. Nghe học đó, nghe mà học. Hồi trước á, thời Đức Phật thì phải không có chữ viết, cho nên là người ta không có dùng cái con mắt, cho nên là không có thị văn giác, mà chỉ có thinh văn giác thôi. Những cái đó cũng rất là hay. Thì cái thinh này khi mà đối chiếu ở trong cái luận lý học thì tôi hướng dẫn trong cái buổi thứ sáu, thì nó cứ tiếp tục đi theo cái chiều kích của cái nhận thức luận, cái quá trình nhận thức, rằng là từ một cái tín hiệu đơn thuần mà nó chuyển vô trong não, nó trở thành một cái tín hiệu có ý nghĩa, gọi là ngôn ngữ, chứ không còn là một cái âm thanh nữa. Thì cái quá trình nó tuyệt vời đó. Quá trình nó tuyệt vời, từ cái ký hiệu hình thức trở thành ký hiệu có ý nghĩa, thì cái quá trình đó là chỉ có con người mới làm được.
mà có con người đó, với cái trí tuệ của mình đã có, mình có thể khai mở được cái đó. Thôi vì chúng ta thấy khi mà tái hiện phim lại đó thì nó có nhiều cái nó sai trật lắm. Nên thời Đức Phật thì không có dụ có chữ viết, viết được mật thư này kia kia nọ rồi thì sao nữa thì mới mới có. Đó thì nó đó, đó là cái cảnh thinh bằng những cái đoạn âm thanh với những cái tần số, những cái tần số dao động á, hay tần số dao động nó tác động lên cái bần kinh á. Thì giống như cái lông con cừu đó thì chúng ta đã nói là trong những cái buổi trước, thì lúc này ta nhận được cái tín hiệu đó từ kinh ngoại biên chuyển về trung kinh ấy, nó đối chiếu với cái dữ liệu mà ta đã có trước đó đó, thì ta nhận thức được ta nhận thức được cái âm thanh đó, để rồi ta ý thức được cái vấn đề gì ở trong cái âm thanh đó đang gửi gắm, tức là cái nghĩa, tức là cái âm thanh đó nó trỏ đến một cái nội dung, hay là nó được gán lên một cái nội dung nào đó, và từ cái nội dung đó ta hiểu cái âm thanh nó nhằm chứa cái gì. Và dĩ nhiên nó sẽ sai khác nhất định so với cái đối tượng phát ra âm thanh đó mong muốn nói, mà cái đối tượng đó đó đang nghĩa trong não thời nó được biểu hiện ra thành cái sóng âm để mà qua đến người kia, thì nó tam sao thất bổn về cái nội hàm của nội nghĩa đó là mình đang nói. Thì cái xác định thinh và dĩ nhiên nó là cảnh của nhị thức và làm Phật thực cho nhị thức và có sắc tứ đại, sắc tứ đại là cái nhân cận của nó, ví dụ như tiếng này tiếng kia tiếng nọ, nó chỉ có một chi pháp thuật sắc cảnh khí gatha ramana rupa khí. Sắc cảnh khí là đối tượng độc nhất của thần kinh tỷ, kinh địa tỷ đây nè, là sở tri của tâm tỷ thức. Những gì mũi ngửi được đều là cảnh khí hết, mùi thơm, mùi thúi, mùi tanh, mùi hôi gì đó thì đều thuộc vào cái cảnh pháp của cây thần kinh khí hết, thần kinh tỷ bốn ý nghĩa của tỷ, bốn ý nghĩa của sắc thần kinh, của sắc cảnh khí. Nhất đó là đối chiếu với thần kinh tỷ, tức là bị cái tỷ thức nó biết được đó. Thứ hai á, là phận sự của nó làm cảnh cho tỷ thức, thành tựu của nó là Phật thực cho tỷ thức nha, chỗ này nhận thức bị sai. Nhân cỡ thiết là có sắc tứ đại, nó là cái sắc, cái cảnh dành cho tỷ thức, tức là cảnh khí. Chỉ pháp rất một chi thôi. Và dĩ nhiên ở trong cái bài này đấy thì chúng ta không có đi sâu như là trong cái siêu lý tiểu học là Abhidhammatasangraha đó, vô tỷ pháp tập yếu. Thì ở bên những cái tài liệu siêu lý tiểu học hay là vô tỷ pháp tập yếu thì nó giải thích ra kỹ lắm, nhiều lắm, là bao gồm cả cái điều kiện nào mà để cho cái cảnh đó, nó gặp được cái thức rồi nó phát sinh lên, nhân cần thiết đó, vân vân, giờ mới may nhiều thì nó hơi ngán, cho nên là chúng ta chưa có vô đó. Rồi chúng ta chỉ dừng lại mình biết rằng nó có cái, nó có cái sắc cảnh như vậy đó, rồi nó có cái sắc hành tinh như vậy đó, từ từ rất là mình đi vô ha. Hiện tại thì chúng ta cũng đã đi được 86 trang rồi, cũng ngón ngém được cái lẻ. Hy vọng là mình đi nhanh đó, tới những cái phần sâu hơn mình ứng dụng được. Bây giờ thì chỉ có là biết qua cái thuật ngữ thôi, nó hơi chậm quá. Ví dụ như là mùi, mùi hương hoa thơm, vân, nước hoa rồi đó vân, thì chúng ta bắt được đó là nhờ cái này. Thì với cái hệ thống tâm á, như thế này, là ngũ thông thức này đó, thì chúng ta lý giải được hầu hết tất cả những cái vấn đề ở trong cái thế giới ngoại tại mà chúng ta có thể biết được. Thì cái này cũng có nhiều cái ý kiến của các cái học giả Tây Phương có đồng ý lắm với Phật giáo Nguyên Thủy khi mà nhìn nhận cái vấn đề ngũ thông thức này. Phật giả là cái sự biết này đó, chỉ cho rằng sự biết đơn thuần thì người ta không chịu. Còn bên cái Phật giáo Bắc truyền á, thì ngoài cái này đó thì nó có hệ thống bắt thức rồi á. Hệ thống bắt thức thì có vẻ như nó làm cho người ta dễ chịu hơn, bởi vì người ta đã chấp nhận cái quan niệm của Sigmund Freud về cái quá trình nhận thức á,
theo cái quan điểm phương Tâm. Cho nên là nhìn cái duy thức á, nó có vẻ như là nó dễ hiểu hơn cái thằng này. Thì khi mà quý vị tìm hiểu xong bên siêu lý được một xong đây là một ít đó nha, tức là mình ok, mình cũng nắm được những cái kiến thức rồi hết rồi, căn bản rồi đó, thì tôi khuyên quý vị nên sấn đầu qua bên duy thức, quý vị tìm hiểu thêm rồi nó đã lắm rồi, tại vì nó làm cho chúng ta dễ hiểu hơn đó. Mà chúng ta nhìn những cái vấn đề bên duy thức bất tông á là chúng ta hiểu được một cách nó mồn một và rõ ràng, cái này là do như vậy như kia, cho nên nó mới như vậy, chứ không phải là giống như đứa trẻ học thuộc bằng cửu chương là chỉ 2 x 2 = 4 thôi, thì biết 2 x 2 = 4 không. Thì chúng ta sẽ nhìn lại với cái góc độ của biệt mặt cho cái duy thức tông thì nó thoải mái lắm, mà nó ứng dụng được nhiều lắm. Tiếp theo chúng ta qua cái rasa ramana rupa là cảnh vị. Cảnh vị là đối tượng, cái thiệt, sở tri, tâm thức, những gì lưỡi có phân biệt được đó, gọi là cảnh vị hết á, trạng thái ngọt mặn đắng cay vân, thì thuộc vào cái cảnh pháp của cái đối tượng đó. Bốn ý nghĩa của nó đó cũng giống như thằng kia thôi, đối chiếu với thằng kinh thiệt, thì là cái sắc mà bị nếm đó, làm cảnh cho thiệt thức, là vật thực cho thiệt thức, và có sắc tứ đại làm nhân. Nếm đường thì thấy vị ngọt, nếm mật thì thấy vị đắng vân vân. Thì tất cả những cái vị nó phân biệt được đó. Và dĩ nhiên là nếu như là điều kiện để mà mắt chúng ta thấy á, là phải có ánh sáng chúng ta mới thấy được, điều kiện để tai chúng ta nghe là phải có khoảng không trống, âm thanh nó truyền được cái tai chúng ta thì chúng ta mới nghe được, và điều kiện để mà mũi mà nó ngửi được là phải có gió, có sự chuyển động đó của không khí đó, nó làm cho cái mùi hơi nó bay vào trong cái tế bào thần kinh thụ cảm mùi á, ở trong cái mũi mới bắt được. Thì cũng vậy, ở dưới cái lưỡi thì chúng ta cần điều kiện là phải có nước tôm ra, cho nên là trong miệng chúng ta lúc nào cũng có nước hết á. Cái nước bọt á là cái điều kiện cần thiết để mà cái lưỡi chúng ta, tức là tế bào vị giác, cái gai vị giác á, nó có thể cảm nhận được và nó biết được cái vị. Và nếu như chúng ta không có được cái tiếng nước bọt á thì chúng ta không có biết được cái vị, không có điều kiện xúc tác đó. Cái đó nó nằm ở trong cái Abhidhamma Sanyasa đó, các cái điều kiện cần thiết để mà cái cảnh á nó gặp được cái tâm, chúng ta bắt được cái cảnh đó đó. Ở trong thân hữu tâm thức thì nó có. Đó là mình đang nói tới cái cảnh vị rasa. Rồi chúng ta kinh vị rồi, chúng ta hé ra, chúng ta không có cảnh xúc ha. Cảnh xúc là nó chỉ có tam đại thôi đó, rồi nó có tam đại, nó không có đủ tứ đại, cho nên nó không có cấu thành cái cảnh xúc để mà chúng ta biết được những thứ mà chúng ta sờ mó đụng chạm được đó. Thì nó thiếu á, bởi vì nó thiếu cho nên là nó khó. Tiếp theo là chúng ta qua tới cái sắc giới tính, cái nhóm sắc giới tính. Nhóm sắc giới tính thì nó có hai ha, đó là sắc nam tính và sắc nữ tính. Sắc nam tính là kumapha wa rupa. Thì cái sắc nam tính hiện bài tư cách người nam, gọi là giống đực, có trạng thái như là cái sự hùng dũng, cứng cỏi, thô kệch vân vân. Nhất là nam căn, tức là cái sẽ biểu hiện ra cái hình tướng bên ngoài là nam căn, rồi cái tính chất ở bên trong nó thuộc về cái tánh, cái bản tánh ấy, như mình thường hay nói đó, nó dễ hiểu là cái bản tánh ấy. Thì cái sắc nam tính nó có bốn ý nghĩa như sau. Thứ nhất, trạng thái theo khuôn khổ của người nam, vận sự là nó trình bày ra cái cách hiển bày của người nam, thành tựu là có căn nam, nam căn. Nam căn tức là cơ quan sinh dục nam, nữ căn tức là cơ quan sinh dục nữ. Nhân cần thiết là sắc tứ đại. tôi đi sâu hơn á, vào trong cái bản thể của nó, tức cái trạng thái hay cái thành tựu của nó đó, thì nên được hiểu đó là cái tế bào nhiễm sắc thể, xin lỗi, cho là nhiễm sắc thể giới tính. Thì cái đó nó về bản chất hơn là cái nam căn hay là cái nữ căn. Tức là sự thành tựu của cái sắc giới tính thì phải là cái nhiễm sắc thể giới tính. Bởi vì tôi nghĩ là hồi trước thì ngay chắc là người ta không có cái khái niệm về nhiễm sắc thể giới tính, cho nên là người ta không có đề cập tới chiều đó. Thì có thể cái sắc nam tính hay cái sắc nữ tính là ổng đang nói tới cái nhiễm sắc thể giới tính, mình cũng không biết. Nhưng mà bây giờ thì mình nói là cái nhiễm sắc thể giới tính thì nó phân biệt được nam nữ, cho dù cái nam căn và cái nữ căn có biến đổi như thế nào đi chăng nữa thì cái đó nó cũng có được hết đó.
thì nói về cái sắc giới tính đó bằng cái góc độ của những sắc thể giới tính đó, thì nó sâu hơn và nó đáp ứng được cái sự hiểu biết của khoa học đương đại về hai cái loại sắc này. Phân tích cái chi pháp thì nó chỉ có một thôi, và sắc nữ tính cũng như ichipawa rupa sắc nữ tính, sắc tính nữ kinh nghiệm. Sắc nữ tính là cái sắc hiện bài tư cách nữ nhân, như là cái trạng thái mềm dịu, yếu đuối, mảnh mai, vân vân. Và nhất là cái căn nữ, tức là cơ quan sinh dục nữ. Tứ ý nghĩa của nó là theo khuôn khổ người nữ, trình bày cách người nữ có nữ căn và nhân cận từ tứ đại mà ra. Đó là cái sắc nữ tính, thì cũng giống như hồi nãy nam tính, đó là do cái sắc nam tính và sắc nữ tính này đó được hiểu đó, từ gốc gác thì trong cái tế bào, từ nhiễm sắc thể giới tính mà ra ha. Này cái gốc của nó thì đã được đề cập như vậy. Cái quách thú, quách thú hay là giá rupa, quách thú hay là giá rupa, quách thú là vật ha, hay là giá là tim, rupa là sắc. Người ta dịch là sắc cái tim. Ở đây thì dịch là sắc ý vật. Sắc ý vật là cái loại vật chất nào đó đó mà cái ý đó, nó nương nhờ lên cái loại sắc vật chất nào đó mà cái ý nó nương nhờ lên thì gọi là sắc ý vật. Quách thú hay là giá rupa. Cái này người ta vẫn tranh luận với nhau là không biết là cái tế bào kinh ở não đấy, neuron kinh hay là tim. Vì theo cái quan niệm của Ấn Độ thời kỳ của Đức Phật là cho rằng cái trái tim là trung tâm của sự hiểu biết, là cái trung tâm của ý chứ không phải đó là não. Và giống như cái truyền thống của Việt Nam thì chúng ta cũng quan niệm là trái tim là cái gốc của vấn đề đấy, cho nên chúng ta dùng cái từ tâm theo cái triết lý đông phương của Trung Hoa đó là tâm, tâm là tim, và chúng ta dùng từ tâm luôn, và tâm là cái từ Hán Việt của tim luôn. Do vậy là cái sự biết đây chúng ta mặc định nó thuộc về tim chứ không phải nó thuộc về não. Vì vậy mà cái văn hóa của mình thì mình cũng không biết là mình cái ảnh hưởng cái đó là bởi của Trung Hoa, là của Ấn Độ thì mình cũng biết. Nhưng mà khi mà dịch về vách thua đi giá phá đại hạ đi giá cái này cái kia mà này thì sẽ cái tiền. Thì khi chúng ta nghe một số các cái giảng sư họ nói về cái này thì họ cũng nói một cái rất là rõ ràng là các trường phái tranh luận với nhau. Có người nói là cái bằng cái não, có người nói là cái tim, vân. Thì sự sáng nhiên thì ông tổng hợp hay đó luôn, nó là tim và não luôn, khỏi cãi. Định nghĩa cái sắc ý vật là cái sắc đương nhờ của cái tâm thức theo truyền thống xưa của người Đông Phương, thì sắc cái tim là sắc ý vật. Theo chú giải các luận sư nhà Đức Phật Thân Xá thì một số máu vừa lòng cái bàn tay thôi nằm bên trong trái tim là sắc sở y, mà sắc sở y tức là cái nơi đương nhờ đó của cái tâm thức. Còn theo khoa học hiện đại thì lại là của óc. Thì thấy cái này nó cũng hợp với nhau như vậy. Tuy nhiên thì tôi lại thấy là tuy có cái suy nghĩ hướng nhờ phần nhiều đó là vào trong cái sắc cái tim hơn là cái bộ não. Tại vì là trong một số trường hợp khi mà họ chết não đó thì họ vẫn còn sống. Trong một số trường hợp của y khoa thì trong trạng thái chết não hoặc là hôn mê sâu đó thì họ vẫn còn sống. Thì không có thể nào mình nói nó lại thuộc về sắc ý vật, nó thuộc về não được. Thì nó có nhiều cái nó cũng có giải thích đó. Cho nên là Đức Phật ngày nói là cái sắc mà cái nơi cái ý nó nương nhờ thì gọi là sắc ý vật. Thì nói vậy thôi cho nó chắc ăn khổ não tim gì cả. Trạng thái của nó là chỗ nương của ý giới hay là của ý thức giới và của ý thức giới. Phần sự của nó là hứng chịu những cái giới, thành tựu của nó là bảo vệ những cái giới. Nhưng còn phía của nó là sắc tứ đại. Giới này là cái thạch tú nha, chứ mà giới này là xi lá nha. Rồi và nó chỉ có một cái pháp bản thể thôi. Đó là mình nói về cái sắc ý vật rất là quan trọng ha. Và nó cái quan trọng hơn mà nó giúp cho chúng ta duy trì cái mạng sống của chúng ta đó chính là cái mạng quyền, sắc mạng quyền. Nếu bên danh chúng ta sẽ có danh mạng quyền này là sắc sẽ có mạng quyền đó là Jivita Rupa. Jivita Rupa là sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền là sắc chỉ dành sự sống còn của sắc có đồng sanh. Bốn ý nghĩa của nó, trạng thái là bảo vệ sắc đồng sanh và sự làm cho các sắc đặng, sắc nghiệp để đặng còn, làm cho các sắc nghiệp đặng còn, tức là thế này, rất là trong cái quá trình tiếp tục của mình á, thì cái tâm tiếp tục và trí thân tí của mình á, khi mà nó đi vào trong cái thai bào và nó hình thành lên cái bào thai đó, thì lúc này đó là có những cái nhóm sắc pháp do tâm sanh.
do những cái tâm quả đầu tiên nó sinh khởi lên những sắc pháp, thì nó từ cái đó bắt đầu cái sắc pháp nó bắt đầu nó phát triển lên rồi nó nhân lên và nó tạo ra rất nhiều những cái đoàn khác nhau, là cái nhóm khác nhau đó, thì nó vào phát triển từ từ tạo thành thái bào. Thì ở trong đó đó thì cái sắc bản quyền này là một trong những cái yếu tố mà nó duy trì cái sắc nghiệp trong cái quá trình mà sinh ra cái tâm ấy, cái sân khí mà nó sinh ra sắc á, thì nó sẽ có một cái phần sắc là do nghiệp từ quá khứ sinh ra. Cho nên ngay trước đó, nó có rất là kỹ. Nếu mà quý vị lên cái Abhidhamma, cái nhóm siêu lý đó, quý vị sẽ có chia sẻ về một cái phần dịch của một cái vị sư đó, về cái quá trình là thai bào. Thì trong đó nó chia kỹ lắm là giai đoạn nào thì là cái sắc tâm, giai đoạn nào thì là cái sắc nghiệp nó sinh ra, rồi sau đó nữa đó bắt đầu sắc vật thực tiết là lâm la hết trơn rồi. Thì quý vị xem thêm cái đó để mà có cái sự hiểu biết một cách nó sâu sắc hơn về cái quá trình hình thành thai bào nó như thế nào, sự phát triển của thai bào ra sao với góc nhìn của Phật học Nguyên Thủy Ravada. Rồi cái phận sự của nó làm cho cái sắc nghiệp đang còn ha, thành tựu của nó là cái cách hiệp lại cho còn vững, tức là cái sự gom góp, cái sự câu kết, cái sự tương ưng của các cái sắc đồng sanh khác để mà nó duy trì cái thọ mạng chúng sanh đó. Cái nhân cần thiết của nó là sắc tứ đại điều hòa thì nó có mạng quyền ha, còn tứ đại mà không có điều hòa, tứ đại bất hòa thì chết. Chi pháp của nó thì cũng có một pháp mặt thôi, sắc mặt người Vivita Rupa. Rất là quan trọng nha, cái sắc này rất là quan trọng nha, sắc này không còn là mình ngủm nha. Tiếp theo, cái sắc mà làm cho chúng ta lớn lên, chúng ta già cỗi luôn nè. Rupa, sắc vật thực. Sắc vật thực là dinh dưỡng, làm cho thể xác của chúng ta nói chung được phát triển. Trạng thái của nó là giúp cho thân tiến hóa thêm, phận sự của nó làm cho sắc còn tồn tại, thành tựu là trợ giúp cho thân thể. Nhân cần thiết của nó là cái đồ thích hợp nên dùng, tức là cái đồ ăn ấy, cái đồ ăn thực muốn đưa vào miệng ấy. Cảm ơn tỷ, tỷ đã tìm ra được cái bài đó, thì quý vị có thể đọc thêm ha. Để tôi mở lên xem. Vâng, đúng rồi ạ. Sự hình thành thai bào của kinh tâm Pali thì có hết đó nha. Và dĩ nhiên cái này nó chưa có phải là đầy đủ đâu. Tôi khuyến khích nếu mà quý vị có cái sự tìm hiểu thêm về cái này, quý vị có thể viết một cái bài nghiên cứu nho nhỏ về sự tổng hợp về cái sự hình thành thai bào của kinh tâm Pali, phỏng vấn hỏi thêm về các sư vân. Có được một cái bài tổng hợp như vậy thì chúng ta có cái góc nhìn thấu đáo hơn. Thôi quý vị bây giờ đọc từ từ tài liệu trước đi, rồi bắt đầu sau đó thì mình sẽ làm điều này nó dễ hơn. Bây giờ sánh ngang làm thì nó cũng khó. Xong tới cái sắc dầu giới, sắc dầu giới tức là hư không đó. Hư không cũng được, dầu giới cũng được, là Akasarupa. Akasarupa, sắc giao giới là cái khoảng không, khoảng trống, khoảng không kẻ giữa của các bọn sắc. Thì cái thứ mà ở giữa các cái bọn sắc đó là cái thứ gì mà nó tạo thành ranh giới của các bọn sắc đó. Tức là ví dụ như là giữa hai cái tế bào, ví dụ giữa hai cái tế bào thì lúc nào cũng có cái khoảng trống giữa hai cái tế bào đó thì nó mới tạo thành hai cái tế bào được. Nếu như không có khoảng trống giữa hai cái tế bào thì không tạo thành hai cái tế bào được, mà nó là một cái tế bào rồi. Thì cái gì nó tạo thành hai cái khoảng trống, cái tạo thành cái khoảng trống với cái tế bào đó, thì Đức Phật người gọi đó là cái hư không ha, Akasarupa, cái sắc hư không, sắc vô giới. Rất là hay, nó rất phù hợp với cái khoa học đương đại luôn đó. Giữa các electron cũng vậy nè, giữa các electron đó thì họ cũng có cái khoảng không khoảng trống như vậy, và nó khoảng trống rất là xa giữa các electron với các proton, các proton ở trong cái hạt nhân của nó, thì cái electron nó cách xa lắm. Thì cái đó nó gọi là hư không. Và chính cái chỗ này mà nó tạo thành nguyên cả một cái trường phái của Bắc Truyền đó, trường phái của Bắc Truyền về không tánh hay cái nọ đó, thì nó tạo thành nguyên cái trường phái luôn. Rất là lớn. Tuy nhiên thì nó chỉ là mới một phần thôi.
chứ nó không phải là tất cả nha. À, đấy là nó đúng được một phần. Nếu mình lấy cái đó làm yếu tố cực đoan á thì mình bỏ hết những thứ khác, thì mình vô hình trung mình nói ô Đức Phật hay dạ một thứ là không có thì cũng có phải nha. Thế là chúng ta phải biết cái nào là có, cái nào là không, không không có không không, nó vẫn là lộn xộn tèo lên á. Nên là cái phần không tánh đó, của Bất Truyền thì chúng ta cần phải hiểu nó với một cái góc độ rất là sâu. Chứ không phải là chúng ta chỉ hiểu là mọi thứ là không thôi, không có phải như vậy. Cho nên là trong cái bài kinh gì đi mình cũng quên mất tiêu rồi, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã, Ba La Mật Đa Thời Chư Kiến Nguồn hay không đó. Thì đó là cái trạng thái Vipassana của cái Bodhisatta đó, đó nha. Thì mình mới thấy được cái trạng thái như thế này, tức là nhìn thấy cái sắc sắc vô giới, cái sắc như không ấy. Chứ không phải là mọi thứ lại là không có gì hết. Thành tựu phần sự của nó trình bày từ phần của các bọn sắc, trạng thái là chặn giữa với các bọn sắc với nhau. Thành tựu của nó là chia phân ra, chia ranh giới ra. Và nhân cần của nó là có ranh của các bọn sắc. Đây là cái sắc dầu dưới, sắc thứ không. Rồi tiếp tục, đây là giải thích gì của quá trình nhận thức của Phật học đó, cần có thêm vị tri và khẩu vị tri nữa. Cái giáo viên nhắc tí, cái giáo viên nhắc tí là thân biểu tri. Trong trong thân biểu tri nó lại chia thành hai nữa, thân biểu trong tri và thân biểu hành vi nữa ha. Vậy đó nữa chúng ta vô ra bên mắt thật sinh ra há, chúng ta nói nó kỹ hơn về cái đó. Đây thì chỉ có sơ qua thôi à, chỉ có không à, đây không có nói. Định nghĩa thân biểu tri là cái sắc hiện bày những cái tư cách bằng thân cho cái người khác biết, như là gật đầu, lắc đầu, khoát tay, tức là những cái hành động tạo tác nơi thân thì nó gộp vào trong thân biểu tri. Nãy tôi có nói là thân biểu thông tri và thân biểu hành vi đó. Cái thân biểu thông tri tức là những cái hành động mà nó có ý nghĩa, còn thân biểu hành vi là những cái hoạt động mà nó không có ý nghĩa. Ví dụ như cái trạng thái ai hỏi chúng ta là bạn có cơm không, bạn có ăn cơm chưa, bạn bạn cơm chưa, cái mình gật đầu, thay vì nói bằng ngôn ngữ thì mình gật đầu, thì cái sự gật đầu của mình nó hàm chứa một cái nội dung, nó trỏ đến một cái ý nghĩa nào đó mà cái đối tượng bên kia hiểu được cái ý nghĩa đó, thì cái đó gọi là thân biểu thông tri. Còn thân biểu hành vi là những hoạt động bản năng của thân thể chúng ta nhúc nhích nhúc nhích kiểu đó, thì nó là thân biểu hành vi, thì nó không có cái ý nghĩa nội hàm trỏ tới để mà người khác có thể hiểu. Khi mà tôi đi vô trong cái hai cái thân biểu thông tri và thân biểu hành vi này, nó hay lắm gì. Nó giúp cho quý vị trả lời được những cái quá trình nhận thức của chúng ta diễn ra như thế nào, và cách biểu đạt của chúng ta làm sao để mà chúng ta tương tác được với nhau và với thế giới tự nhiên đó. Thì chúng ta giải thích tất cả mọi thứ đó, thông qua cái sắc này, cái tâm này và cái tánh, là nó giải thích hết được, là không có gì mà nó mù mờ mù mị như thế đó. Cái trạng thái là làm cho người khác hiểu biết được cái ý của mình thông qua cái hành động nơi thân. Phần sự nó nêu bài cái ý nghĩa, thành tựu của nó là cái cách vận động, cách lay động, và cái nhân cần thiết của nó là có gió và tâm sanh, gió và sắc tâm tạo ra, tức là gió là sự chuyển động đó. Y pháp của nó ha, bản thể của nó thì chỉ có một. Cái khẩu biểu tri, khẩu biểu tri qua chi nhắc nát, qua chi viên nhắc tí, qua chi viên nhắc tí. Khẩu biểu tri thì cũng có hai, giống như ở trên là khẩu biểu thông tri và khẩu biểu hành vi. Mà sau này đó thì sư ví dụ như sư Sáng Nghiêm thì ngài không có nói là khẩu nữa, tại vì cái miệng chúng ta hả ra đó thì nó thuộc về thân rồi, chứ nó không có phải thuộc về khẩu nữa, thì chúng ta phải sửa nó ra là ngữ ngữ biểu tri thì nó đúng hơn là cái khẩu ha. Khẩu là cái miệng, nhưng mà ngữ là cái lời nói, cái lời nói thì nó mới đúng với cái chỗ này á, mà trong cái Abhidhamma đó nó muốn nói tới. Cái ngữ biểu tri nó cũng chỉ hai, là ngữ biểu thông tri và ngữ biểu hành vi. Ngữ biểu thông tri là những cái âm thanh á chúng ta phát ra nó có ý nghĩa, tức là nó trỏ đến một cái nội dung nào đó làm cho cái đối tượng kia hiểu được cái nội dung mà cái âm thanh đó nó trỏ tới, nó gắn lên trên cái âm thanh đó một cái nội hàm. Còn cái mà khẩu biểu hành vi tức là những cái âm thanh mà nó chỉ là âm thanh mà thôi, nó không có chất chứa một cái nội hàm nào hết. Ví dụ như mình ho nè, rồi khạc nhổ gì đó vân vân, có những cái âm thanh nó phát ra đó từ khẩu đó, mà nó không có một cái nội hàm, không có một ý nghĩa nào hết, nó không có truyền đạt được. Khẩu biểu tri là cái sắc hiển bày bằng tư cách bằng miệng cho người khác biết, như lời nói, ca hát,
Ý nghĩa của nó, trạng thái làm cho người khác hiểu biết ý bằng khẩu. Rồi phận sự là nêu bài lên cái ý nghĩa, thành tựu là miệng nói năng, nhân cần á, là có sức, có cái phật đất và bách thơ quý và tâm tạo. Đó là sắc biểu hành trì và sắc biểu hành vi. Rồi chúng ta qua bên cái sắc đặc biệt, sắc kinh nhu sắc nghiệp. Chúng ta còn cái sắc nhóm sắc đặc biệt với nhóm sắc tướng à, rồi chúng ta thấy cái phần sắc. À thôi bây giờ chúng ta cho nó đi hậu đây chút, tôi nói nhưng hồi nó hết luôn cái gì ngủ bảy mày có ai hỏi gì không mà. Sắc cảnh sắc là thức thực, nó là đối tượng của thức, tức là ở đây mình nói cho nó rất là rõ ràng, nó là đối tượng của nhãn, tức là tâm á, nó bắt lấy cảnh làm đối tượng của nó để nó tiêu thụ, tức là tâm nó tiêu thụ cái cảnh trong cái quá trình mà nó tồn tại ở cái quá trình đó, thì nó tiêu thụ là nó tiêu thụ ở bảy cái sắc na sa quán na đó, tức là bảy cái lúc đó là bảy cái sắc na đó, là bảy cái sắc na và tâm nó bắt cảnh và nó tiêu thụ cái cảnh đó và nó sinh ra nghiệp, đó là nó cho ra cái kết quả, nó cho ra các cái bi giá đó là cái chủng tử đó, và nó tạo thành các cái nghiệp lực, đó là cái tham má, cái tham má, thì hai cái này đó nó gọi phải là nó thành cái quy luật của bi giá má đó. Thì cái đó là cái quá trình mà tâm nó bắt cái cảnh và nó tiêu thụ cái cảnh. Còn khi mà trong cái quá trình mà cái cảnh nó làm đối tượng cho con mắt á, thì nó làm đối tượng chủ yếu, không có phải là nó tiêu thụ cái cảnh đó, mà nó làm cái đối tượng cho xúc thực thì nó nhiều hơn. Tức là cái quá trình no sai của xúc, khi mà cái cảnh đó nó tiếp xúc được với cái tâm, tức là cái xúc nó nằm trong cái tâm á, thì nó liên quan tới cái tánh. Lúc trước mình học á, mình nhớ không, bảy cái tánh chung đó, xúc thọ tưởng tư nhất thời mọi người tác ý á, thì lúc nào cái tâm nào cũng có xúc hết. Đó là xúc thọ tưởng tư nhất thời mà quyền tác ý, xúc thọ tưởng tư nhất thời mà quyền tác ý, là cái tâm nào nó cũng có hết, bảy tánh chung mà, cho mọi tâm. Cho nên đó là tâm nào cũng có cái xúc đó. Mình tưởng tượng là có một cái vòng tròn tâm này, nó nói tiếp nhau. Thì cái cảnh mà nó tác động vô đó, thì lúc này mình nhớ là cái lộ tâm hôm trước mình gửi không? Đầu tiên là cái dòng hữu phần nó rúng động, rồi nó dứt dòng kia nọ đó, ba cái hữu phần tâm. Thì suốt này khai ngũ môn khởi lên, khai ngũ môn khởi lên, cái tâm khai ngũ môn mới chúng ta biết rằng đó là cái tâm quả. Thì nó có thể là tâm quả thiện vô nhân hoặc là tâm quả bất thiện hữu nhân vô nhân, hai cái điều này đó. Thì tâm hào đi chăng nữa thì nó cũng phải có xúc hết trơn. Thì cái xúc đó chính là cái quá trình mà cái cảnh ấy nó tiếp xúc được với cái tâm đó. Thì cái quá trình xúc của cái cảnh nó tiếp xúc với cái tâm đó, nó làm cho cái tâm đó bắt được cái cảnh, giữ được cái cảnh nơi cái tâm của đó thông qua sở hữu tâm xúc. Sau đó có thể nói truyền qua tới xúc và tới thọ, tức là nó nhận được cái cảm giác có được từ cái cảnh đó. Có thể là cái thọ đơn thuần là cái thọ xả, là cái phổ biến nhất. Nếu như trong cái lộ tâm mà chúng ta nhớ là khai ngũ môn, rồi tâm ngũ song thức, rồi kiếp thâu, rồi bla 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 đó, thì tất cả những cái đó đều là tâm quả hết, đều là tâm quả hết. Và cái thọ của nó đó, thì trong cái nguyên cái hàng đó thì hầu như là thọ xả là phần lớn, tỷ lệ phần trăm rất là cao là thọ xả hết. Thì cái thọ thì chúng ta không có nói tới, cái thọ mà nó chúng ta biết được, nhận thức được trong cái quá trình mà cái tâm nó bắt được cái cảnh, nó ăn cái cảnh đó, thì nó sinh ra nó nằm ở bảy cái thời sao nà do quá nà, chứ nó không có nằm ở trong những cái tâm phía trước đó. Đó là mình nói về cái thọ nha, cái thọ khảo sát riêng đó. Rồi còn nếu mà trở về cái thật á, thì ngay cái lúc mà cái tâm á khai ngũ môn nó mở ra, thì lúc này nó có cái xúc rồi và nó bắt được cái cảnh rồi, thì lúc đó người ta gọi là cái tâm á, nó ăn cái cảnh á, nó bắt được cái cảnh là do cái xúc nó là cái xúc thật là cái chính, chứ không phải là cái thức thật là cái chính. Cái thức thật nó nằm ở tuốt về sau là khi mà chúng ta nói về cái tâm ngũ tâm nó gọi là cái gì
ngũ sâm thức, nó là ngũ sâm thức. Ngũ sâm thức là cái tâm quả, và cái tâm quả đó thì nó không có tiêu thụ được cái cảnh, nó chỉ có thể dẫn truyền đi vào bên trong mà thôi. Nó gọi là cái quá trình nhận thức, nó chuyển tải từ bên trong bên ngoài, nó vào tuốt bên trong. Thì cái quá trình mà thức thực nó nằm ở bên trong chứ không nằm bên ngoài. Cái quá trình bên ngoài từ cái tâm này nó chuyển qua tâm kia, chuyển qua tâm nọ, thì chuyển bằng từ cái xúc, nó tiếp xúc rồi xong rồi nó có thọ, nãy nói thọ rồi đó, bắt đầu nó có cái tưởng, tưởng thì bắt đầu nó lưu trữ, nó tu lưu trữ cái cảnh bên ngoài đó bằng tưởng. Thì tôi nó chuyển qua từ cái tâm này nó qua cái tâm kia, thì qua cái tâm kia nó tiếp xúc, nó duy trì được cái cảnh lúc ban đầu. Khi mà nó đụng vào trong, nó khai ngũ môn rồi, nó bắt được rồi đó, nó chuyển qua bên cái tâm theo đúng với cái cảnh đó. Ví dụ cái cảnh đó là cái cảnh sắc, thì cái tâm ngũ môn nó hiện bài lên. Sau đó, sau cái tâm khai ngũ môn đó là ngũ sâm thức, nó lên đó là tâm nhãn thức. Và nếu là âm thanh đó thì là tâm nhĩ thức, vân vân. Thì lúc này tất cả những cái đó đó là cái ngũ sâm thức nó tiếp nhận và nó lưu trữ bằng tưởng. Tưởng tư với hàm quyền tất ý đó, thì nó chuyển hết qua như vậy cho tới khi bảy cái thời sát na do quán nam nó hiện bày lên. Thì lúc này cái cảnh mà nó bắt được và nó tiêu thụ không còn là cái cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nữa, mà nó trở thành cảnh pháp hết rồi. Nên là nó chuyển đổi cái quá trình đó trong cái khả năng nhận thức của từng cái loại tâm khác nhau. Thì mình không có thể mình nói là ngay từ ban đầu đó, nó là cái thức ăn của cái tâm, mà nó là cái xúc thực thôi, thức ăn của xúc thôi, là cái thức ăn thông qua sự tiếp xúc. Còn lại thức ăn của tâm thì nó nằm tướng phía sau. Đó là nếu mà mình nhìn ở trong góc độ lộ tâm. Tuy nhiên nếu mà mình nhìn cái góc độ nó rộng hơn chút, là mình phóng cho nó nhỏ trở lại để mình nhìn rộng hơn, thì mình thấy tâm nó bắt cảnh. Tâm nó bắt cảnh. Và người ta quan niệm là khi mà tâm nó bắt cảnh thì tâm nó no nê trước cái cảnh. Khi mà tâm nó no nê trước cái cảnh á, thì cái cảnh nó trở thành cái thức ăn của cái tâm đó. Thì nó gọi là thức thực. Nó thức, nó chia thể thực, nó trở thành thức thực. Rồi nếu mà mình đi rộng hơn và đi sâu hơn, mình tiếp cận góc độ khác nữa đó, thì khi mà người ta nói tới thức thực á, nó nằm ở trong thực tướng pháp á, thì đó là chia thức theo thực. Nó là chia thức theo thực, tức là mình dịch lại cái thức thực ở trong cái tài liệu bộ pháp tụ Thammasangani. Thì khi mà nói dịch về tâm, thế nào là tâm đó, thế nào là tâm, thì nó không có cái phần thức thực nha, nó không có cái phần thức thực. Nhưng mà khi mà mình nói về thực tính pháp á, thì nó có nói tới cái thức thực. Thì lúc này nó nói về cái thức thực á, là nó chia ra cái thức theo cái thực. Cái thức được chia theo cái thực thì nó trở thành những cái thức khác nhau do cái thực nó khác nhau. Cho nên là cái này đó, nó liên đới tới rất là nhiều những cái bộ phận khác nhau trong cái hệ thống tư tưởng của Đức Phật. Chứ nó không chỉ đơn thuần cái chuyện là cái tâm nó bắt cảnh và lấy cái cảnh làm đối tượng với cái tâm, cho nên gọi cái quá trình này là thức thực. Nó không phải đơn giản như vậy. Thì mình đi vô trong cái từng hạng mục khác nhau thì mình sẽ có cái hiểu khác nhau như thế. Trả lại cho cái câu hỏi của tỷ. Có hiểu gì không vậy? Ok. Mình học hết rồi đó, cái mình gộp cho lại mình giải thích vấn đề vậy đó. Dạ đúng rồi, nó liên quan tới cái nhiều cái bộ môn á. Bởi vì hiện tại mình mới học có cái thuật ngữ ban đầu của siêu lý thôi, cho nên là để mà giải thích một cái vấn đề thì nó phải lâu, nhiều bộ môn lắm. Dù hồi nãy thì nó phải liên quan tới lộ tâm, tức là mình học lộ tâm rồi, mình học thực tính pháp rồi, vì đúng rồi đó, mình phải học hết tới cái đó rồi về mình học cái quá trình là một cái tâm nó chuyển biến, thì nó có những cái sự phối hợp nào đó, nên các cái nhiếp cái phối hợp nữa, nó thuộc nhiều cái môn khác nhau thì nó gộp lại. Nhưng quý vị có gì hậu đó, quý vị trao đổi thêm ha. Còn cái thời gian ít cái mình đọc bài tiếp thì nó cũng không có đủ.
để dành cho lại câu hỏi cho em. Để câu hỏi với những cái vấn đề gì liên quan tới cái đời sống rồi đó, thì mình sẽ đổi tiếp đó. Xin câu hỏi lấy chiếu từ điện thoại nhé. Sau cái kinh Phẩm Võng thì quý vị muốn mình đi vô trong cái phần nào, thì tôi sẽ gửi thêm cái tài liệu đó cho quý vị đọc. Đặc trưng của kinh thì dễ hiểu, đơn giản, có giá trị hiện thực tức thì, xử lý trường hợp, nó giống như là siêu lý học ứng dụng vậy đó. Ok, cái gì còn có cái câu hỏi nào không? Tuy có một cái bất chợt suy nghĩ lên là sẽ gửi cho quý vị đọc kinh vô ngã tướng. Rồi quý vị đọc mà quý vị không hiểu gì hết thì quý vị sẽ đi tìm cái chú giải đi đọc. Vậy thì chúng ta sẽ cái bài mà chúng ta sẽ đọc sau ha, sau cái kinh Phẩm Võng là chúng ta sẽ đọc cái kinh vô ngã tướng. Có phần Anh ngữ cho nên quý vị đọc không có
ổn tiếng Việt thì quý vị sẽ lần mò tới tiếng Anh. Nghĩ là cái kinh này nó hữu ích cho quý vị. Kinh này rất là hay, rất là hay, rất rất là hay luôn. Trong cái phần này nó có hai cái bản dịch ha, bản dịch của ngài Minh Châu và bản dịch của ngài Kim Khánh, Phạm Kim Khánh. Tôi nhớ là còn nhiều bản dịch khác nữa đó, nên là ở đây tôi tìm thấy như này, tôi gửi cái gì trước thì có gì tôi sẽ đăng lên trên kia sao để cái gì đọc. Tôi đăng lên thì tôi sẽ tìm luôn những cái chú giải về cái kinh Vô Ngã Tướng này để gửi cái gì. Nhưng mà tôi tìm mà có thấy cái gì thấy thì cái gì gửi lên giúp. Đây là bài kinh rất hay nha, nó cần thiết rất là nhiều trong cái quá trình tu tập của một cái người đi theo cái con đường Phật học. Và dĩ nhiên chúng ta nên hiểu rằng là cái này là cái lý tưởng chúng ta phải đạt đến là khổ này, chúng ta thấy được cái sự thật về khổ, về vô thường, về vô ngã. Nhưng không có nghĩa là chúng ta chưa có thấy gì hết, mà chúng ta cứ là cứ vô ngã này, cứ khổ này, cứ vô thường này, hay là chúng ta dính vào trong đó rồi chúng ta chết ở trong đó luôn nha. Cho nên là chúng ta cẩn thận, là chúng ta phải hiểu được là mình đang ở cái mức độ nào, cái trình nhận thức của mình nó đang ở đâu, chứ không phải là mình dính vào trong đó. Này tôi thì nghe tôi rất là vô ngã nha, tôi không có ngã gì trơn nha, đã dính ngay từ khi mà mình đã nói ra câu đó rồi đó. Cho nên là quý vị cẩn thận trong cái quá trình mà tu tập á, nhiều khi mình rất là cực đoan á, mình không có hay à, là tại vì mình không có xác định được mình đang ở đâu. Mình xác định được mình ở đâu rồi mình thoải mái lắm, thì tu tập nó làm cho mình nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn, mình bớt khổ đau hơn, bởi vì mình thấy sự thật của khổ đau, chứ không phải là càng tu mà nó càng khổ, càng tu mà nó càng tàu héo hay là nó sai bét rồi đó. Cẩn thận. Cho nên trong cái quá trình tu tiến mà có cái gì nó lạ lạ đó, thì quý vị chia sẻ thêm, thì chúng ta sẽ nhìn nó dưới nhiều cái góc độ khác nhau để mà cho nó có cái sự rõ ràng. Ok, có gì cần có hỏi gì không ạ? Cái bài đăng ở trên Siêu Lý về cái sự về Phật giáo Nguyên Thủy đó đúng không? Ok, cái phần đó tôi cũng chưa có đọc hết nữa, chưa đọc, cái chia sẻ về để mọi người đọc thôi, để hôm nào tôi đọc hết cái tài liệu đó chia sẻ với quý vị thêm. Tôi chưa có đọc hết cho nên là không biết, chẳng biết cái gì. Thì có thể mi mi tóm lại cái ý đi, mi tóm lại những cái ý, những cái gì mà mi ấy được, mi nhặt ra được đó từ trong cái bài đó đó, cái mi comment ở dưới đi, tôi mới đọc cho nó nhanh á, mình lướt qua.
rồi đối chiếu lại với cái bài trên á. Ok, vậy thì có gì buổi sau đi, buổi sau chúng ta sẽ trao đổi về cái bài đó. Quý vị có cái link của cái bài đó chưa thì vào trong trang siêu lý ha, quý vị học ở trong đó có chia sẻ về. Nhờ tỷ gửi link của cái bài đó, hai cái bài đó qua trong đây để mọi người đọc luôn. Ok, cảm ơn tỷ. Rồi, để chúng ta sẽ đọc ha, đọc cái này bữa sau chúng ta sẽ trao đổi về cái này. Thường thường khi mà cái gì mà nói gốc gốc rồi đó, gốc rồi này kia kia nọ thì nhiều khi chúng ta phải cẩn thận lắm nha, chúng ta không biết cái nào là gốc đâu, khó khó để nói cái chuyện nào là gốc lắm. Thì đọc vào cho lấy một cái tinh thần phê phán để mà mình tránh nó bị cực đoan. Hôm nay mình tới đây chuẩn bị tiếp cho cái tiết sắp tóc quá rồi. Chúc cho mọi người có được nhiều cái sự bình an, lợi lạc, tiến hóa trong